Với kết quả đạt được trong thời gian vừa qua thì dự kiến trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ đạt được từ 7,2 đến 7,3 tỷ đô la. Bên cạnh đó thì tốc độ tăng trưởng sẽ tăng khoảng 10%. Theo đại diện các hiệp hội ngành gỗ, ngành tự tin hoàn thành đạt được mục tiêu trên, thậm chí mục tiêu đạt được sẽ cao hơn dự báo. Trong năm 2016, ngành xuất khẩu và sản phẩm gỗ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu từ 7,2 đến 7,3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 10%. Đánh giá về khả năng đạt được mục tiêu, đại diện các hiệp hội gỗ cho rằng ngành gỗ có thể tự tin đạt được con số đề ra. Theo đại diện Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, mức tăng trưởng vượt trội của ngành gỗ trong năm vừa qua, cộng thêm các yếu tố thuận lợi trước thềm hội nhập là cơ sở nền tảng tốt để ngành gỗ trong nước tiếp tục đà tăng trưởng. Thời gian qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng trưởng vượt trội hơn so với nhiều ngành hàng chủ lực khác. Trong đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt gần 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 11% so với năm 2014. Cùng với mức tăng trưởng khả quan như trên, việc Việt Nam đi đến thực hiện chính thức cộng đồng kinh tế chung ASEAN và các hiệp định thương mại khác là điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục tiêu. Mặc dù nhu cầu thị trường có sự sa sút ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, nhưng bù lại, việc tăng trưởng của thị trường Mỹ về tiêu thụ sản phẩm Việt Nam đã giúp ngành gỗ lấy lại được thế cân bằng. Mặc dù thị trường châu Âu đã có những cái biến động về tỷ giá, rồi có một số quốc gia bị khủng hoảng, thế nhưng mà cái thị trường Mỹ lại được phát triển tốt, cho nên nó bù lại cái doanh số, và các cái doanh nghiệp Việt Nam đi tính những cái thị trường xa hơn để mà tiếp thị. Thế ví dụ như là người ta đã đi tới thị trường Trung Đông, hoặc là người ta đi tới thị trường ở Nam Mỹ. Thời gian qua, nhiều nhà nhập khẩu đã có xu hướng chuyển dịch các đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhưng công ngành gỗ của Việt Nam được đánh giá có tay nghề cao, khéo léo và tỉ mỉ. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường gỗ và chế biến gỗ nước ta thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Không chỉ khẳng định rằng mục tiêu đề ra sẽ hoàn thành, ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh còn cho rằng dự kiến con số này có thể tăng lên đến 15%. Bình quân trong 7 năm qua cho đến năm 2014 đó, cuối năm 2014 thì cái mức độ tăng trưởng của chúng ta bình quân trong 7 năm này là 15%. Đó là thời kỳ suy thoái. Còn thời kỳ trước đó nữa thì nó tới 25-27%. Vậy thì bây giờ thì nó hết suy thoái rồi, thì không có lý do gì chúng ta không có thể quay trở lại cái mức mà bình quân 15%. Cho nên chúng tôi rất là tin tưởng và chúng tôi rất là kỳ vọng và các doanh nhân có thể đón bắt những cái vận hội mới. So với thời gian trước, hiện các doanh nghiệp ngành gỗ đã chú trọng gia tăng hàm lượng công nghệ thiết bị, vật liệu trong chế biến, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý, dịch vụ cũng như chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.